Mình xin chào mấy bạn nha, và xin chào và trọng thể và anh chị em thân mến và chỉnh trang mà YouTuber Cậu Quyền Tuấn một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân. Chúc anh chị mình một ngày mà cuối tuần mà vui vẻ. Thì hôm nay thì Quyền Tuấn thì làm cái clip này, thì Quyền Tuấn thì cũng gửi đến cho mà hai bạn, một bạn mà HD mà vlog, một bạn với một bạn là tên mà Phi mà Thiên Ăn đó. Bây giờ mình nói mà bạn mà HD vlog rồi trước, xong rồi mình mới nói mà bạn mà Phi Thiên Ăn sau nha. Bây giờ là mình nói cho bạn mà HD với đất nè, mà nghe nè, bạn có biết mà những chuyện gì mà trong mà cái tỉnh thất bồng lai người ta như thế nào chưa? Bạn có tìm hiểu mà trong tỉnh thất bồng lai mà trong chỗ những câu chuyện mà như thế nào chưa? Đó. Trừ khi bạn là người ở trong chỗ, bạn phải tìm hiểu cho đúng sự thật hay là người như thế nào đó, rồi bạn mới đứng ra, rồi bạn mới nói, rồi bạn mới nói họ như thế nào, mà trừ khi bạn là người nhà nhé. Nhưng mà những mà mấy cái mà clip của bạn bạn làm đưa lên thì mình thấy rằng bạn rất là thô lỗ, bạn đứng ra bạn chửi thề chửi tục, bạn làm những mấy cái video rồi bạn mà xúc phạm mà thầy ông nội ông chổng đó. Nhưng mà những mà cái hành vi của bạn làm như vậy, mình thấy rằng bạn không có đáng là mặt mà của đàn ông. Mình nói thiệt, đàn ông mà ta là phải đàng hoàng, đâu ra đó tìm hiểu thông tin, tìm hiểu chính xác người ta mới làm, người ta mới nói đó. Nhưng mà bạn mà HD với đốc, bạn là đàn ông nhưng mà bạn mà đừng có mặc quấy mà của đàn bà, mà nói thiệt luôn á, đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà, đừng có mà nửa nạc mà nửa mỡ, mà thấy như vậy không có đúng. Bạn làm những video hài hước rồi để râu rồi mặc áo mà kia đồ rồi bôi nhọn thầy ông nội, nói thầy ông nội kia đồ, bạn đăng lên bạn kiếm mà cho mà lượt xem thì nhiều, mà nói thiệt luôn á, những mà cái hành động của bạn, bạn làm như vậy người ta thấy gì, người ta không có mà yêu thích bạn đâu, người ta còn mà nó ghét bạn hơn mà thêm nữa. Tại tại vì sao? Người ta đã nhìn kỹ nhưng mà người ta đã tìm hiểu đúng sự thật đó. Nhưng mà không phải mà hậu độ như bạn, bạn muốn nói người ta sao nói, bạn muốn xúc phạm người ta xúc phạm. Ủa mà sống trên đời này bộ mà không có mà luật pháp hay sao hả? Sống trên đời này không có mà cái gì hay sao? Bạn muốn làm ai làm, mà bạn muốn xúc phạm ai ai xúc phạm, mà thầy ông nội đáng tuổi mà ông nội của bạn, bạn phải kêu thầy ông nội bằng đấy bằng ông nội nữa đó, bạn biết chưa? Đáng tuổi mà ông nội mình, nhưng mà bạn không biết mà nó kính trọng người ta như thế nào, dù người ta có sai hay có đúng, hay là người ta dù mà người ta có mà khùng có điên cũng là ông mình. Đó. Người ta nói như thế này, cha hay mẹ dù có khùng hay có điên thì là cũng cha là cũng mẹ mình, người người đã tạo ra cho mình, người đã mà sanh ra cho mình đó. Mình nói cho bạn biết nhưng mà nghe vậy bạn đừng có làm những mấy clip mà xúc phạm ra nữa, mà thấy rằng những người nào mà ủng hộ cho bạn, những người nào mà đứng đằng sau bạn mà ủng hộ bạn nha, những người đó đó là đi con đường là nó sai trái hoàn toàn sự thật, đi con đường theo mà quá xe đổ, đang mà ủng hộ bạn, đang mà nó cổ xí cho bạn. Nhưng mà những mà mấy clip của bạn á, mình coi rồi, nhưng mà hôm nay thì mình mới nói cho bạn nghe luôn, bạn làm như vậy hoàn toàn nó sai trái, con người mình không có đúng đâu. Bạn phải quay đầu là bờ, bạn phải bỏ cái gì sai, mình lấy lại được những cái gì cho nó hay hòa cho mình. Bây giờ mình họ bây giờ mình nói đến một bạn tên là Phi Thiên Ăn đó. À, dạo này thì mình thấy bạn Phi Thiên Ăn thì bạn cũng mà lên tiếng thì cũng mà trong tỉnh thất bồng lai này cũng rất là nhiều lắm đó. Bạn lên thì bạn live stream rồi bạn trực tiếp, rồi bạn nói là trong mà tỉnh thất bồng lai rất là đủ điều. Bạn nói thì những các chư thầy ông chổng là tu giả, tu mà lợi dụng,
Ủa bây giờ nè, mình hỏi bạn mà Phi Thiên Ăn nè, bạn biết người ta làm những việc gì trong võng chưa? Bạn có giúp người ta được cái gì mà hay chưa? Rồi bạn có mà ở ở gần nhà người ta mà hay không? Biết ra những câu chuyện người ta như thế nào chưa? Bạn đứng lên bạn ăn nói mà hồ đồ mà thiếu văn hóa, mà thấy rằng bạn đang mà nó xúc phạm về bên mà những mà các chư thầy quanh bạn rất là nhiều. Người ta không có đụng chạm gì mình, người ta không có xúc phạm gì mình, nhưng mà mình phải làm gì? Mình phải đứng ra mình nói người ta. Ví dụ bên bển người ta nói mình thì mình đứng ra mình nói người ta. Người ta không nói mình đừng có nói người ta. Đó. Mặc quấy mà đàn bà chi vậy? Đàn ông mà đứng lên mà mặc quấy đàn bà, mà đứng lên mà đi mà khiêu vũ mà ban nhạc mà nửa mở luôn đó. Bạn nhưng mà làm như vậy là không hoàn toàn chính xác. Đã nói rồi, nhất nguyên hoàng nguyên và những các mà chư thầy ông trọng á, người ta có ăn có học, người ta dạy cho năm đứa trẻ đó được là nó đóng phim nè đó. Học cái gì hay, học cái gì đúng và học những cái gì sai, và dạy những người ta đứng lên mà thi được mà thách thức danh hài, được mà khán giả ủng hộ, được mà bạn bè trong nước và ngoài nước người ta luôn luôn ủng hộ cho năm chú tiểu này. Cả khi người ta đến đến chùa mà năm chú tiểu này người ta mà còn mà cho quà, người ta còn mà ủng hộ, người ta còn cúng biếu cái đồ, người ta còn thương năm chú đứa trẻ nữa, người ta còn lì xì cho tiền. Đó. Người ta thương năm năm đứa trẻ đó. Tại vì vì sao không? Người ta là một cô cha, một cô mẹ, được năm chú tiểu đó, được các chư thầy cho ăn cho học nuôi từ nhỏ đến lớn, những mà cái gì mà cái công sức của mà các chư thầy mà đưa ra. Nhưng mà bạn á, nói á, chuyện á, mình thấy rằng y gan là nó đúng rồi chứ, mà nó hẳn luôn á. Bạn nói chuyện mà thấy rằng y gan mà nó đúng rồi vậy, hoàn toàn mình nghe mà những mà lời mà phát ngôn của bạn mà đưa ra, mình thấy rằng là mình phải nói là mình phải mà nói lắc đầu luôn, mình lắc đầu luôn. Nếu mà trong đó mà có một mà đứa nhỏ, hay là có một mà đứa mà em nào đó cỡ mà 3 tuổi hoặc 4 tuổi đi, hay là bắt vào mà video của bạn coi, nhưng mà người ta sẽ đánh giá như thế nào? Rồi gia đình cha mẹ của mà đứa nhỏ đó sẽ không bao giờ cho bạn coi mà những cái clip của bạn. Tại vì sao? Cho mà coi á, mà những mấy clip của bạn á, những đứa trẻ đó, tại vì không có biết những cái gì, nói chung vậy, nhưng mà sẽ nghe lại theo bạn và coi bạn và học hỏi theo bạn, mất công á con hư đó. Cha mẹ người ta không có muốn, người ta phải tắt, người ta phải bỏ, người ta phải không cho coi. Cha mẹ người ta nói ủa mà cái thằng này mà nó đứng lên mà nó nói chuyện như vậy thì bộ nó không có ai mà nói nó mà hay sao, đúng không? Đứng lên mà xem video bạn, người ta sẽ không bao giờ cho con của mà người ta coi đó. Bây giờ nói cho bạn nghe, bạn phải bỏ những cái gì, cái tôi, bạn phải bỏ những gì trong cuộc sống của mình hiện bây giờ đang làm sai, phải bỏ đi những mà tất cả, quay đầu là bờ đó. Ta không bao giờ là nói kháng chánh đâu. Mình nói cho mà hai bạn biết luôn, HD mà Vlog và Phi Thiên Ăn, hai bạn á tâm phải tâm Phật đâu, hai bạn tâm hiện là nó tâm tà, nó tâm ma, muốn mà hại người ta không à. Đó. Mình nói cho mà mấy bạn nghe như thế này, người hại không không bao giờ, không bao giờ chết đâu, chỉ có mà trời hại mới chết thôi. Mình nói hẳn luôn vậy, đừng có mà nói xấu người ta, đừng có một xúc phạm mà xuyên tạc người ta đủ điều. Đó. Cái clip này bữa nay á, tại vì mình không có nói, nhưng mà bữa nay mình mới nói cho hai bạn nghe và hiểu như thế nào quay quay đầu là bờ, bỏ những gì hiện bây giờ đang làm, quay về nó cái mà nó chính nghĩa, ta không bao giờ kháng chánh. Đừng có mà moi móc chuyện riêng tư của người ta, đừng làm như vậy.
hoàn toàn là sai trái. Làm những chuyện gì cho đúng và cho xã hội và cho mà đất nước và giúp đỡ cho người luôn luôn là điều hạnh phúc. Thì video này thì mình cũng gửi cho mà những mấy bạn và xem video và thấy hay và được thì bấm mà nút đăng ký và subscribe cho em. Thì hôm nay thì vì em không bao giờ em kêu mà nhấn nút đăng ký và subscribe, nhưng mà bữa nay thì mấy anh chị thì có thương em thì cho em một nhận bình luận cũng được, hay chứ được đó. Thì cái clip này gửi cho mà hai bạn, cái này mình nói thôi nhưng mà mình không bao giờ mình xúc phạm mà hai bạn nói nặng hay nói nhẹ như thế nào, mà chỉ mà nhắc nhở cho hai bạn nghe thôi nha. Chào mấy anh chị nghe.